Mời quý vị và các bạn lắng nghe podcast Điểm tin ngày 11 tháng 10 của báo Tiền Phong. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 10, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin chính thức việc phát hiện thi thể không nguyên vẹn bị phân hủy mạnh tại nghĩa trang ở xã Đắk Búc Sò, huyện Tuy Đức. Theo Công an tỉnh Đắk Nông, kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định các phần tử thi phát hiện tại hiện trường là cùng một người. Nạn nhân là một bé gái khoảng 2 đến 4 tuổi. Thời gian nạn nhân tử vong khoảng từ 7 đến 20 ngày. Theo Công an tỉnh Đắk Nông, một số thông tin đăng tải cho rằng phát hiện hai thi thể ở khu vực trên là không chính xác. Hiện Công an chưa xác định được danh tính và đang tìm thân nhân của nạn nhân. Ngày 11 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2, vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Là bị cáo đầu tiên nói lời sau cùng, Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho rằng vụ án xảy ra là do bị cáo thiếu hiểu biết về pháp luật, không tránh khỏi sai lầm và phải trả giá đắt. Trương Mỹ Lan hứa sẽ cố gắng khắc phục hậu quả vụ án, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng, cháu và em dâu cũng như cấp dưới. Sau khi bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác nói lời sau cùng, hội đồng xét xử công bố sẽ nghị án và dự kiến tuyên án vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2024. Từ sáng nay ngày 11 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về việc phụ huynh tố cáo ông VDL, giáo viên một trường trung học cơ sở trên địa bàn phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, ông L đã có hành vi xâm hại tình dục đối với nhiều nữ sinh khối lớp 7, 8 của trường, thậm chí có nạn nhân đã ra trường. Cụ thể, ông L bị tố dụ dỗ các nữ sinh đi hát karaoke, gọi lên phòng làm việc cho xem phim nhạy cảm, rồi thực hiện hành vi giao cấu xâm hại tình dục. Sau khi nắm thông tin này, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ. Hôm nay ngày 11 tháng 10, Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang làm việc với gia đình và cháu Lê Thị Minh T, 16 tuổi, học sinh lớp 11 trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, quận 8. Trong 6 ngày vừa rồi, nữ sinh này đã mất tích, không liên lạc với gia đình. Đến tối hôm qua, ngày 10 tháng 10, Công an đã tìm thấy cháu T tại tỉnh Đồng Tháp. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định cháu T bỏ nhà đi theo bạn bè nhưng không báo cho người thân. Đồng thời, T đã cắt đứt mọi liên lạc nên gia đình hoang mang lo lắng. Bão Minton đổ bộ Mỹ vào tối ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương, mang theo mưa lớn và lốc xoáy khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng triệu người mất điện. Nhưng cơn bão không gây ra những đợt sóng thần thảm khốc như dự báo. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết bang này đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất. Nhưng ông cảnh báo rằng thiệt hại vẫn rất đáng kể và lũ lụt vẫn là mối lo ngại sau khi Florida hứng chịu lượng mưa lên tới 457mm. Thời báo Israel dẫn thông cáo chung của cảnh sát Israel và cơ quan mật vụ Shin Bet viết rằng các nhân viên an ninh của họ đã bắt giữ 5 đối tượng mang quốc tịch Israel Ả Rập đang âm mưu đánh bom xe nhằm vào một trung tâm thương mại ở thủ đô Tel Aviv dưới danh nghĩa tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. 5 đối tượng trên bị bắt sau một cuộc điều tra kéo dài hơn 1 tháng và sẽ phải đối mặt với các cáo buộc trong những ngày tới. Cảnh sát Israel và cơ quan mật vụ Shin Bet sau đó cũng đã công bố đoạn video ghi lại cảnh lực lượng đặc nhiệm tiến hành đột kích căn cứ của nhóm đối tượng trên. Sau trận đấu vòng loại World Cup 2026 giữa Bahrain và Indonesia, phía Indonesia rất bức xúc về quyết định của trọng tài người Oman Ahmed Al-Khab. Trên bảng điện tử chỉ bù 6 phút nhưng đến khi đồng hồ điểm phút thứ 9, ông vẫn cho cuộc chơi tiếp tục. Và kết cục là Bahrain đã tận dụng rất tốt lợi thế về thời gian để gỡ hòa 2-2, giật lại vị trí thứ 3 tại bảng C. Sau trận, Liên đoàn bóng đá xứ Vạn Đảo đã gửi thư phàn nàn lên AFC. Truyền thông Thái Lan cũng cho rằng đang có sự phân biệt đối xử khi các đội tuyển Đông Nam Á bị trọng tài người Oman bắt ép. Họ cho rằng sự cố của Indonesia không phải là lần đầu tiên khi trong quá khứ, nhiều đại diện Đông Nam Á trong đó có Thái Lan và Việt Nam đều phải chịu thiệt thòi dưới tiếng còi của các trọng tài Ả Rập, đặc biệt khi gặp những đối thủ Tây Á. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!